Cầu vượt nút giao Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt là một trong những công trình cầu vượt có quy mô lớn nhất thủ đô với chiều dài 278m, chiều rộng 16m, chính thức thông xe từ hôm nay 28 tháng 8. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự buổi lễ. Cầu vượt Nguyễn Văn Huyên - Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội được khởi công từ tháng 10 năm 2019 với tổng mức đầu tư 560 tỷ đồng, bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng, xây dựng các hạng mục và các chi phí khác. Theo phương án phân luồng, cầu vượt này cấm xe thô sơ, người đi bộ, xe ô tô tải, các loại xe máy kéo, xe máy thi công chuyên dùng và các loại phương tiện có chiều cao quá 3,5 mét. Các phương tiện này sẽ lưu thông qua khu vực nút giao dưới cầu theo hướng dẫn. Đây là công trình chào mừng 75 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 17. Việc đầu tư xây dựng cầu vượt này nhằm khắc phục nút thắt mặt cắt hẹp trên đường Nguyễn Văn Huyên, qua đó tăng khả năng lưu thông, giảm ùn tắc, tạo thuận lợi cho việc kết nối phân luồng phương tiện giữa vành đai 2 và vành đai 3, góp phần từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội các quận Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm.